Em người Hàn Quốc hả? Dạ, em là con lai F2 ạ. F2 luôn? Dạ. Ông nội là người Hàn? Dạ, ba là con lai. Ba có sinh sống ở bên Hàn không? Dạ, có một thời gian ạ. Cho nên là nói mình cũng còn nhiễm nhiều lắm đúng không? Dạ đúng ạ. Mà đặc biệt là đẹp trai giống người Hàn thiệt chứ. Giống người Hàn thiệt chứ. Em là con lai F2 ạ. Con lai F2 ạ. Con lai F2 ạ. Quý bà tên gì nhỉ? Tên của mình là Jin Sinyon ạ. Jin Sinyon. Jin Sinyon. Jin Sinyon. Thường thì em đánh nem là Chan Chin. Một mối tình 3 năm, anh mất đến cả 2 năm để bước ra khỏi vết thương lòng ấy. Quay qua quay lại cũng hết rồi, một nửa thanh xuân. Anh của hiện tại chỉ mong cơm nhặt đủ duyên, đủ trưởng thành, đủ bao dung để bảo bọc lấy người con gái anh thương, tay nắm tay sống chậm nhì khác, tận hưởng những ngày tháng sau này. Cô gái à, em có muốn bước vào một cuộc sống như vậy cùng anh không? Dạ, em có theo đuổi nghệ thuật không hay là em hát tặng bạn bè thôi? Dạ, ngày xưa thì em có đi hát, nhưng mà một thời gian sau thì em hết đi hát rồi. Em chỉ có đi hát thỉnh thoảng ở mấy cái quán acoustic thôi. Còn hiện tại thì em đang theo đuổi nghề màu ảnh với là diễn viên. À, làm diễn viên? Dạ. Rồi em diễn đâu? Dạ, em đi diễn mấy cái phim ngắn với lại phim sitcom. À, rồi. Em năm nay là nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, năm nay em 25 tuổi. Kế bên đây có một chàng trai, Chan Chin, thì không thể nào thiếu thêm chàng nữa ha. Vũ Văn Kiệt, mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Văn Kiệt. Hiện tại mình là nhân viên tư vấn cho một phòng thu âm. Một mối tình chấp vá, một cái gật đầu hơi vội, nên có gì lạ khi yêu chặt đủ sâu. Bước qua mối tình chóng vánh của tuổi trẻ, nếu hỏi anh có từng mất niềm tin vào tình yêu không, thì câu trả lời là có. Vì có nên mới cần đến gần một năm để cân bằng trở lại, tiếp tục kiếm tìm người con gái định mệnh của mình. Em có xuất hiện đằng sau bốn bức màn kia không? Thì đến với chương trình hôm nay, mình chỉ mong ước nhỏ nhoi thôi là kiếm được một nửa để có thể hát chung với đám cưới của tụi mình sắp tới. Mong ước nhỏ nhoi. Mong ước nhỏ nhoi. Vậy mà mong ước nhỏ nhoi đó. Nhỏ nhoi chặt đi cả nửa quãng đời luôn mà. Năm nay như tuổi em? Dạ em 25 tuổi. Ở nhà chắc cũng hói ha. Chừng năm 2 năm nữa cưới luôn hay là năm nay cưới? Ba mẹ cũng mong là càng sớm càng tốt. Càng cho sớm. Nên là hôm nay có gì anh chị giúp đỡ em. Nhưng mà giúp chị với anh Trương Thế Vinh, dạ, sẽ giúp tụi em kiếm ra người cùng tần số với tụi em nha. Dạ. Và nhớ theo dõi chương trình của chúng tôi vào lúc 21:35 thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Xin mời. Mời em. Vòng đầu tiên của chúng tôi có tên gọi là đi tìm tần số. Ở đây chúng tôi đã có hai chàng trai và chắc chắn là ở bốn cái ô kia sẽ là bốn cô gái. Xin mời. À. Câu cuối cùng như búp bê, câu đầu cũng như búp bê, cắt cái tóc ngắn, mở hình lên cái ấn tượng ai Kiệt? Thì ấn tượng nhất là bạn số 1. Lý do? Kiểu giống hình hồ, giống hình hồ. Tại sao Việt Hương tóc ngắn không thích? Việt Hương là thích hơn hình hồ luôn. Rất là bao hình hồ luôn. Trời ơi, bởi vậy chị phải làm mai liền cho ông Kiệt chứ. Chị ơi, mở lên cái em thích số mấy liền? Dạ, em thích số 2 ạ. Tại có cái mái tóc đặc biệt quá đúng không? Dạ không, em thích cái đường sóng mũi tới cái miệng tới cái cằm á. À, đường sóng mũi, miệng cằm. Đó, ông nào hồi nhiên tao mới thấy đường sóng mũi, miệng cằm. Bạn số 4 ơi, bạn xoay nghiêng ra đây chút để tôi thấy đường sóng mũi. Đó, đó, đẹp nha. Bắt đầu giới thiệu từ bạn số 1. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thán Uy, năm nay mình 23 tuổi. Nghề nghiệp của mình đó là mẫu ảnh, marketing và trainer cho một số hãng mỹ phẩm. Đến với chương trình ngày hôm nay, mình có đôi lời nhắn nhủ đến hai anh khách mời đó là: anh ơi, trà sữa phải có trân châu, thanh xuân đừng có sống lâu buộc mình. Dạ rồi, em xin hết ạ. Cô bé này chắc cao à. Thấy cái eo nhỏ mà cái đòn tay rất là dài. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m55. 1m55 mà cái đòn tay đẹp quá ha. Ướm mà dài. Mà
Mời bạn số 2. Em xin chào mọi người ạ, em là Lê Trần Phương Trang ạ. Mọi người gọi em là Lu. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng và kinh doanh thời trang online. Xin mời bạn thứ 3. Lời nói đầu tiên cho phép em xin chào chị Việt Hương, anh Trương Thế Vinh và tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là hai chàng trai ngồi phía trước ạ. Em là Thái Khiết Linh, năm nay 24 tuổi, em đến từ Đắk Nông. Công việc hiện tại của em là ca sĩ. Em là một cô gái không biết đi xe máy, cho nên là hy vọng sau chương trình này sẽ có một anh dắt em về và tập cho em biết đi xe máy, có được không ạ? Em cứ yên tâm, ở đây mấy chàng trai tụi anh lựa ga lăng lắm. Rồi xin mời bạn thứ 4. Dạ em xin chào mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thùy Vân, em năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chuyên ngành gì em? Dạ em chuyên ngành dược ạ. Những thời gian rảnh rỗi thì em thường ở nhà làm bánh, nhưng mà chưa có ai để thưởng thức món bánh của em. Không biết hai anh có muốn về nhà để thưởng thức bánh cùng em không ạ? Anh tên là Kiệt, anh không nấu ăn giỏi nhưng mà anh có thể nấu tất cả những món mà em thích. Cho nên là có gì làm bánh cho anh nha. Dạ. Cho em hỏi là không biết là anh thích ăn bánh nào ha? Chỉ cần bánh của em làm là anh thích hết. Chỉ cần bánh của em làm là anh thích hết. Bây giờ muốn sống rung thì tôi phải coi cái điện thoại ha, cho xem cái ấp lưng của điện thoại. Wow. Đẹp wow. Quá. Ấn tượng với số máy kìa. Em là ấn tượng với lại bạn số 1. Bạn số 1. Chị cũng vậy, ấp lưng với số 1 đẹp quá. Cũng quá đẹp. Chan Chin cũng ấn tượng với lại ấp lưng của bạn số 1 ấy. Số 1 cũng đẹp luôn. Anh ơi, mình có muốn mua ốp lưng cặp không anh? Tất nhiên là muốn rồi em. Nếu mà mua ốp lưng thì anh sẽ thích màu gì và hình gì? Anh nghĩ là nó sẽ bớt nữ tính hơn so với cái ốp lưng của em hiện tại. Anh nghĩ em nữ tính hả? Em nữ tính với lại cá tính đó em. Đúng nhưng rồi. Mà cá tính nhưng mà vẫn nữ tính. Dạ. Chan Chin ơi, kìa có làm quá em ơi. Dạ, này, đâu sao ấn tượng của em đó, em đẩy vô liền, hỏi liền cưng. Tại sao bạn lại chọn cái ốp lưng như thế này? Em rất là thích những cái gì mà nó màu mè và nó sang trọng một xíu. Nhưng mà cái ốp này là cái ốp em được một người bạn ở Đà Nẵng tặng. Bạn trai hả em? Dạ không ạ, một người bạn chung trường cấp 3 của em. Tháng 4 rồi em có đi Đà Nẵng du lịch thì bạn đó mua tặng cho em trong lúc hai đứa đi dạo chợ đêm. Khi mà nhìn vào cái ốp lưng này em không thấy là màu mè, có cái sự gì nó khác lạ, ví dụ giống như nó có những đường nứt á, và nó có cái phần những cái viên đá nó có cái sự huyền bí. Chỉ có một cái ốp lưng số 1 ấn tượng cho nên mình mở màn hình đi. Đó, ấn tượng số mấy nữa Kiệt? Dạ, lại là số 4 ạ. Còn Chan Chin? Có cái gu giống nhau sao chị ơi, em cũng thích số 4. Ừ. Nhưng mà anh lại thích số 2, em thấy bạn này có cái hình rất là lạ. Không ai hỏi anh lên ơi. Không ai hỏi anh lên ơi. Em cũng đang tính nói với anh Vinh là cũng thích số 2 luôn. Dạ, ấn tượng mà không sao hết. Em ấn tượng hai cái ngang nhau tại vì mỗi cái nó có một vẻ đẹp riêng à. Bạn số 1 làm như thích màu đỏ, bận cái áo màu đỏ luôn. Ốp lưng cũng màu đỏ. Ốp lưng màu đỏ có đứng đẹp quá. Cái váy của em đang mặc có màu đỏ luôn không em? Dạ không ạ. Vậy màu nào mà cái màu mà em ưa thích nhất? À dạ, em không có kén màu ạ, tại vì em cũng theo nhiều phong cách, nhiều style nên là cứ nào hợp với hoàn cảnh và hợp với thời điểm thì em sẽ mặc. Chị là chị khoái cái bạn số 3 đó. Số 3 ơi, cái bờ suối đó là ở đâu em? Cái bờ thác đẹp quá. Dạ, đó là thác The Day Sáp ở quê của em á. Ở đó là em đi cùng với gia đình em cho nên em thấy đẹp nên em chụp lại. Còn bạn số 2 á, thì cái hộp này giống như là một cái niềm tin ha. Một cái sức sống mới mở ra, là một cái cầu vồng bay ra. Là ý nghĩa gì bạn số 2? Màu sắc giống như là trong cái lọ đó là những gì thú vị của em á. Đó, mình thấy cô thì ẩn ý nhiều mà. Cái hũ vô tri vô giác ha, không có màu luôn thấy chưa. Mà mở màu ra là bảy sắc cầu vồng. Bây giờ tụi em ấn tượng với cái màn hình nào nhất nè? Chan Chin. Quay lại ấn tượng nhất thì em vẫn ấn tượng cái số 4 hả chị? Còn em? Dạ em cũng muốn số 4. Vậy mời mở khóa của màn hình số 4. Rồi lướt qua cái nữa nè. Dạ hết rồi ạ. Hết rồi. Vào trong mấy cái công cụ ấy bà. Anh muốn vào công cụ nào? Vào hình ảnh đi bạn. Cái này là em có bán online đúng không em? Dạ không ạ, tại vì em thích mua sắm nên em lưu về để mình mua dần. Em ơi, sao đồ ăn em nhiều quá vậy? Cho chị món ăn nào em ưa thích cho đó cho coi cái coi. Dạ đây ạ. Cái gì đó? Dạ đây là một top cookie của Hàn ạ. Em nghe nói là có một cái anh trên đó là có dòng máu lai Hàn đúng không ạ? Dạ. Không biết anh có biết làm tteokbokki không ạ? Tteokbokki thì anh không biết làm, nhưng mà anh biết làm kimbap hay là bibimbap. Ồ, em rất là thích ăn món Hàn, món nào cũng được miễn là đi ăn cùng anh, miễn là đi ăn cùng anh. Da gà, da đủ nổi lên hoài, đó kỳ quá. Sao không nấu luôn, thì vẫn về ăn. Em biết nấu mấy món hàng không em? Dạ biết ạ. Những món nào mà em hay nấu nè? Dạ em làm tteokbokki với lại kimbap ạ. Nói nghe nè, Chan Chin nó tấn công quá, em cũng thích số 4 mà. Hỏi, em ơi, biết nấu ăn Việt Nam không em? Dạ biết ạ. Anh nghĩ là anh ở ngoài tiệm nhiều, anh sẽ nghe em. Cho nên là về đi rồi anh nấu cho em ăn. Về đi rồi anh nấu cho em ăn. Chính những nơi đâu cũng phải lục tung.
khâu chung. Rồi lướt đi em, lướt màn hình tiếp nè. Ai nhỏ xíu vậy em, hồi nhỏ hả? Dạ đúng rồi ạ. Cho chị coi đi. Trời ơi cưng quá ha. Lúc này em bao nhiêu? Dạ lúc này là em hình như là 14 tháng ạ. Đó, thấy cưng chưa? Nếu mà cái cô gái này tương lai là vợ của em thì đẻ đứa con có khi nó cũng giống vậy. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà ông sao đo hưởng được cái gen của em thì sẽ khác nữa. Em chê người ta xấu à? Không, em nói khác nữa, chứ em không nói là chê xấu. Bạn nhỏ xinh quá. Dạ, em cảm ơn ạ. Ê, có hình chàng trai nào kìa? Ai đó? Dạ không, em thích mua cái ba lô này ạ. Chứ không phải em thích chàng trai này. Rồi, bây giờ qua màn hình bạn số 3 nha. Bạn số 3 ơi. Dạ. Tóc xù xù ngồi đó. Ai vậy em? Đây là bạn cùng nhóm của em, cùng nhóm nhạc. Em là ai? Hai anh có thể đoán được không ạ? Anh đoán em tóc nâu. Chan Chin đoán tóc nâu. Ừ, anh Chan Chin đoán tóc nâu. Phải không em? Phải em là tóc nâu không? Dạ, em là tóc nâu. Coi cái app nữa đi. Báo thức mấy giờ? 5 giờ sáng dậy làm gì? Dạ, em đi diễn mấy cái show event buổi sáng á. Diễn sớm vậy luôn hả em? Dạ, 5 giờ em dậy em make up cho tới 6 rưỡi. Rồi em sẽ bắt đầu đi. Anh cũng đi diễn á. Diễn sớm thì mình sẽ dậy sớm. Dạ anh dậy sớm thì anh có thể báo thức cho em dậy luôn cùng với được không? Được em ơi. Mình đưa đi luôn với báo thức làm gì? Đưa đi luôn đúng không? Ừ, đưa đi luôn tại em đâu biết chạy xe đâu mà. Dạ đúng rồi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi em không? Dạ em trải qua một mối tình 2 năm và kết thúc thì 1 năm trước rồi. Anh người yêu cũ của em là làm bên diễn viên. Sao vậy? Sao chia tay? Dạ vì hai bọn em không có hòa hợp nhau hay cãi nhau cho nên là chia tay thôi ạ. Cũng không có buồn gì hết. Em cũng không có muốn tới chương trình này mà kể về người yêu cũ. Em muốn cái gì qua rồi thì hãy cho qua. Hôm nay em tới đây em muốn kiếm người yêu mới cho nên là em không muốn nhắc tới người yêu cũ nữa ạ. Anh đang nói về cái cảm nhận của em thôi. Dạ. Thì lúc đó em như thế nào? Dạ, cảm xúc lúc đó thì cũng vui. Một hai tháng thì em lấp đầy nỗi buồn đó bằng công việc là em đi diễn. Thường ngày em đi hát nè, em gặp bạn bè, em đi về quê cùng gia đình. Cho nên là em cũng không có thấy buồn nữa, vơi bớt đi nỗi buồn rồi. Còn trẻ, còn nhỏ mà. Đúng không? Mình tìm hiểu nhiều chứ. Dạ, cho em hỏi là hai anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? Anh Kiệt trả lời trước. Anh Kiệt trả lời trước nha. Anh trải qua ba mối tình rồi. Cái gì? 25 tuổi. Ít quá vậy em? Có mối tình thì vài tháng, còn có mối tình thì trên một năm. Sâu đậm nhất á, trên năm. Có một người thì lại là do là người đó về quê, về sống ở đó luôn cho nên là không có gặp nhau thường xuyên được á. Quê đâu em? Ở dưới Hậu Giang á chị. Không có tính xa hơn sau này được cho nên là chia tay chút. Chan Chin. Còn em thì một người. Quen bao lâu? Dạ 3 năm. Chia tay cũng được 2 năm rồi ạ. Trời ơi, sâu đậm vậy mà sao thôi vậy? Dạ cũng là do là không có hợp tính nhau ấy. Cái tính nào của em bạn đó không thích mà cái tính nào của bạn đó mà em không thích? Tính của em là chắc khó anh. Bởi vì cái gì em cũng phải giống như là nó đi theo một cái concept kế hoạch. Đúng rồi. Nhưng mà mình lập một cái kế hoạch là định hướng nói A, B, C thì em mong muốn là mọi cái nó phải thẳng tắp như vậy. Dạ đúng rồi. Còn bạn kia tại tính vẫn còn trẻ con. Em thích một người phụ nữ chín chắn hơn. Không phải là em thích một người phụ nữ chín chắn hơn nhưng mà là một người có suy nghĩ chín chắn hơn. Dạ bây giờ mời màn hình số 2. Cảm ơn màn hình số 3. Ồ bầu trời bằng đêm quá không em? Tính em hình như là hơi nội tâm đúng không em? Dạ anh sai rồi. Anh sai rồi. Bản thân em là một người hướng ngoại. Mới tiếp xúc với em vài lần đầu thì nghĩ là em nội tâm. Với những cái mối quan hệ mới á thì em luôn về trường và kiểu xem xét thì em mới bắt đầu open mind hơn. Em là người hướng nội nhưng mà em đang nghĩ trong đầu là em muốn hướng ngoại thôi. Còn cái cảm nhận đầu tiên người ta nhìn vô em thì vẫn là do em toát ra là em là người hướng nội, đúng không? Dạ không phải ạ, anh Vinh cũng không nghĩ đúng tại vì bản thân em là hướng ngoại. Nhiều khi em tưởng em là hướng ngoại thôi. Theo như Chinh nghĩ là bạn ấy là người hướng ngoại nhưng mà sống nội tâm. Dạ đúng rồi anh. Hướng ngoại sống nội tâm đúng là rồi. Nội tâm rồi. Không, có một những người là hướng ngoại, có suy nghĩ tích cực và hướng đi những cái gì tốt hơn nhưng mà sống cuộc sống nội tâm. Dạ đúng rồi. Vậy là em là người hiểu bạn nhất đó. Cho mình xem thử một vài cái phần ở trên điện thoại. Sắp xếp gọn gàng lắm nha. Đúng rồi, em thấy cái ô nào vô ô đó ha. Gọn gàng. Em vô phần hình ảnh đi em. Bàn tay của em hả? Dạ đúng rồi. Chiếc nhẫn này là lần đó nhà em có chuyện không vui cho nên là cha em dẫn em đi mua. Xong rồi nói với em á là nếu mà sau này á có người nào đó mua cho con một chiếc nhẫn nữa thì cha muốn người đó là chồng con chứ không phải là cha hay là ai dắt con đi mua nha chưa. Vậy là em là người hay nói chuyện với ba của em. Thú vị ha. Cũng hiếm có người con gái nào mà chịu trò chuyện với cha hả chị Hương? Ừ. Bạn này khá đặc biệt. Rồi em gạt màn hình qua cho chị xem hình nữa đi. Chà đi đâu vậy em? Đi đâu đứng chụp hình cái lưng không vậy? Em có vẻ là cô gái thể thao nhỉ? Dạ có một chút thể thao.
Em thường bôi và swatch cho nên là da của em không có trắng như mọi người, và em cũng thích da kiểu ngăm ngăm kiểu vậy đó. Cho em hỏi là hai anh có anh nào chơi thể thao không ạ? Hồi xưa thì anh có chơi. Nay 25 tuổi mà ngày xưa có chơi nha em. Xưa là cách đây mấy năm ạ? Cách đây một năm em, kiểu cũng không chuyên hay gì, chơi vui thôi. Cái đỏ đỏ là gì? À cái này là em đi xuyên, đây là giống như là cái đại nhạc hội về đèn á, người ta sẽ chiếu ánh sáng rồi cái ánh sáng này sẽ chớp sáng dựa theo cái nhạc, nó giống như là người ta đang kể một câu chuyện cổ tích cho mình ở trong cái khu vườn vậy á. Du lịch cũng là một sở thích của em đúng không? Dạ đúng rồi. Bình thường thì em hay đi với bạn hay là gia đình vậy? Từ đó tới giờ là chỉ có đi với bạn thôi, tại gia đình thì ít có nhiều thời gian chung để đi á. Em không biết là hai anh ở đây có anh nào thích đi du lịch không ạ? Anh rất là thích đi luôn em, nhưng mà nhiều khi bạn bè anh cũng có đôi cái cặp rồi á. Dạ. Còn anh đi một mình như vậy thì cũng hơi tủi thân, cho nên nhiều khi cũng không có động lực để đi á. Anh có muốn có một bạn đi chung với anh khắp năm châu bốn bể không? Đang rất là muốn luôn em. Bây giờ tới bạn số 1 nha, cảm ơn bạn số 2. Mời màn hình bạn số 1. Biển này là ở đâu vậy bạn? Dạ biển này là ở Bình Hưng Cam Ranh. Gạt qua màn hình qua cái nữa em. Cũng không có gì nhiều, thường gái đơn giản lắm, app chụp hình đẹp rồi là được rồi, vui rồi. Mà trong này em cũng thấy bạn có ba cái app à, có ba app thôi, thua em à. Trời đất ơi. Không, tại em nghĩ là bạn cũng làm mẫu ảnh á, cho nên cũng không cần app nhiều. Dạ hai anh ở đây có ai biết nấu ăn không ạ? Anh biết hết em. Dạ món tủ của hai anh là gì ạ? Thì gói em. Cái trứng chiên, nói giỡn cái kiệt món gì? Món tủ của anh cá kho em. Cá kho hoặc là thịt kho. Em cũng rất thích ăn cá, tại vì ăn cá sẽ thông minh. Hai anh ơi cho em hỏi ngoài lề một xíu là hai anh, chiều cao của hai anh là bao nhiêu ạ? Anh 1m74 em. Anh chỉ có 1m7 thôi. Dạ, trên 1m7 là em thích rồi. Gia đình của hai anh có nhiều người không ạ? Gia đình anh ít người, không có nhiều em. Có mấy anh em vậy anh? Anh có hai anh em thôi. Nhà kiệt mấy anh em? Nhà anh có hai chị gái. Anh là Út. Nói chuyện nãy giờ, coi màn hình, ăn uống, gia đình, người thân, đủ hết trơn rồi. Ấn tượng với bạn nào để một chút nữa mình giữ lại bạn đó. Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Quý vị trở lại với tần số tình yêu. Và nãy giờ hai cậu trai ngồi đây đã suy nghĩ thật kỹ để nghĩ coi mình sẽ ấn tượng nhất với cô gái nào. Mời Chen Chin. Em ấn tượng nhất là bạn số 1 ạ. Mời giữ đèn của bạn số 1. Và mời Vũ Văn Kiệt. Dạ em có ấn tượng với bạn số 4 ạ. Mời giữ đèn bạn số 4. Mời anh Trương Thế Vinh. Chắc là để mấy bạn ở đây đi chị ạ. Dạ bạn. Mời giữ lại số 3. Và chúng tôi muốn gặp gỡ bạn số 2. Em có ấn tượng gì với hai chàng trai đang ngồi kế chị? Dạ em ấn tượng với cái anh mà khi nãy lúc mà anh Trương Thế Vinh có nói là em là người hướng nội nhưng mà có vẻ hướng ngoại, nhưng mà anh đó có sửa lại. Em nghĩ người đó là ai? Anh áo đen à? Dạ đúng là không có tần số với nhau ha, cho nên không có sự rung động. Còn hai em nói gì với bạn để chào tạm biệt bạn nè? Anh thấy em rất là dễ thương. Sau chương trình này anh nghĩ chắc là rất là nhiều chàng trai sẽ tìm đến em. Chúc em sẽ sớm tìm được một tình yêu mới nha. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chị.